Từ ngàn xưa Phật Pháp gầy then, nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Như vậy thì ý đồng đạo muốn hỏi là từ ngàn xưa là thời nào mà Phật Pháp là bị gầy then? Mà then gầy nó có khó khăn gì không? Nó có trở ngại gì không cho nền Phật Pháp? Thì nhờ ông giải đáp cho biết. Như vậy thì khi Phật Pháp gầy then rồi, kẻ tu hành làm sao ít người đắc đạo? Không lẽ gầy then nó khó khăn như thế nào đó mà tu hành đắc đạo không nổi hay sao? Vậy thì nhờ ông giảng viên giải đáp cho đồng đạo nghe chung. Nói gì ủng hộ cho vấn chủ chàng pháp tay đi cô bác anh chị em với đồng đạo. Và với sự đồng tình của tất cả chư quý vị, cho phép chúng tôi chương trình nghi vấn để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên được đồng đạo nêu lên qua hai câu giảng của tổ thầy. Và trong hai câu giảng đó được đồng đạo xuống ngôn nêu lên đó là: từ ngàn xưa Phật Pháp gài then, nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Rồi đồng đạo mới hỏi trong cái tiêu đề này với hỏi cái ý chính là từ ngàn xưa là hồi lúc nào mà Phật Pháp gài then, mà cái then gài nó có khó khăn cách mấy đi chăng nữa, như thế nào và cái trạng thái ra sao mà người tu không đắc đạo vậy hả? Cô bác anh chị em với đồng đạo, thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ qua hai câu giảng này chúng tôi được biết là được đồng đạo trích từ trong bài Diệu Pháp Quang Minh của bác anh chị em với đồng đạo: từ ngàn xưa Phật Pháp gài then, nên ít kẻ tu hành đắc đạo, ta cũng tỏ đâu lời khờ khạo, ngắm cảnh đời tâm não bất cuồng đó. Vậy thì bây giờ ở đây trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình, mà ở đây là vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, và có tất cả là 244 câu mà đồng đạo trích ra, hai câu cho chúng ta bàn. Vậy thì bây giờ ở đây đồng đạo mới nêu lên hỏi là: từ ngàn xưa Phật Pháp gài then, nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Mà ngàn xưa hồi lúc nào cô bác anh chị em chứ đồng đạo? Thôi giờ đi sâu đi, đi mau vào trong tiêu đề để bàn cùng với quý vị. Ở đây là từ ngàn xưa, tất nhiên là bắt đầu kể từ khi Đức Thầy ra, là lấy đó để làm cái mốc để mà dối ngược lại cái lịch sử của Phật giáo là từ ngàn xưa. Như vậy là từ ngàn xưa bắt đầu có như là ở trên mà dài xuống đó, thì ở đây là chúng tôi có thể biết được là lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tịch diệt, và sau khi đó là tổ tổ tương truyền, bắt đầu từ là tổ thứ nhất là Ma Ha Ca Diếp, A Nan, Thương Đa Hòa Tu, U Ba Cúc Đa, rồi truyền xuống Bát Nhã Đa La, rồi Đạt Mạ Tổ Sư, rồi Huệ Khả, rồi Tăng Sáng Đạo Tính, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cho đến lúc tổ Huệ Năng là Tam Thập Tam Tổ. Như vậy là trong thời gian Tam Thập Tam Tổ đó, là lúc đó là chúng sanh đắc đạo vô số, là người tu hành có như là trong khi đó có tổ tổ tương truyền đắc đạo nhiều lắm cô bác anh chị em với đồng đạo. Mãi đến thời kỳ Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, là vào thời kỳ đó là 713, lúc bây giờ Đức Lục Tổ Huệ Năng đã bạc truyền y pháp. Mà khi đã bạc truyền y pháp rồi đó, thì bây giờ không còn người thừa truyền xuống nữa. Mà đã không còn thừa truyền xuống nữa đó, thì bây giờ cái đạo Phật đã bị đình đốn gài then ngay trong lúc này. Mà tại sao bị gài then? Thưa cô bác anh chị em với đồng đạo, bây giờ Đức Thầy đã bảo cho chúng ta biết khi Đức Lục Tổ Huệ Năng đã bạc truyền y pháp rồi, thì bây giờ đạo Phật đã bị thần tú lộng hành. Mà bị thần tú rồi đó, thì bây giờ nó ra đời rồi, bây giờ là không được ấn chính. Vì vậy cho nên ông thần tú ông mới truyền cái đạo của ông ra, vì vậy cho nên không có người chứng. Ông tổ không chứng thì bây giờ làm sao đệ tử chứng, phải không? Ông thầy không chứng rồi làm sao tất cả các vị đệ tử chứng? Cho nên ông thần tú có trên 1000 vị đệ tử, nhưng mà không có vị đệ tử nào chứng hết cô bác anh chị em chứng đạo. Vậy hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại: đạo màu diệt khổ có từ lâu, thần tú ra đời lại góp thâu, chuông mỏ sám kinh bèn cải sửa, sáu hướng truyền lưu lấp đạo màu, đúng không? Sáu hướng truyền lưu mới lấp đạo màu, mà đạo màu nó bị lấp rồi. Mà đã bị lấp rồi thì làm sao mà trong khi đó được đắc đạo cô bác anh chị em với đồng đạo? Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy còn nhắc lại nhiều đoạn nói về vấn đề thần tú, mà chúng sanh tu theo đó không có thành, phải không? Cho nên Đức Thầy mới nói theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ, mà từ xưa nay có mấy ai thành? Không ai thành hết cô bác anh chị em với đồng đạo. Như vậy thì kể từ năm 713 cho đến khi Đức Phật Thầy Tây An ra đời năm 1849 cho đến năm 1856 Đức Phật Thầy Tây An tịch diệt,
Và cho đến Đức Thầy ra đời năm 1939 có kể hết là 1226 năm. Có phải là từ ngàn xưa không? Từ ngàn xưa Phật Pháp gài thang là 1226 năm là Đức Thầy yêu kính của chúng ta mới ra đời. Là gài thang ngay trong lúc đó. Là nên ít kẻ tu hành đắc đạo, cô bác anh chị em dân đạo, ít có người được đắc đạo. Mà ít đắc đạo đó là sao? Tại vì không có y chỉ phụng hành là cái chân lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chân lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái chân lý vô vi, là cái chân lý đưa con người đến chỗ giải thoát rõ ràng. Nhưng mà tại vì chúng sanh tu không có nương vào đúng với chân lý của Đức Phật, vì vậy cho nên không có được đắc. Thưa cô bác anh chị em và đồng đạo, vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy ra đời vào năm 1939, Đức Thầy mới nhắc lại cái chuyện đó cho tất cả các chúng sanh biết. Và Đức Thầy mới giống lên một tiếng chuông để cảnh tỉnh. Và Đức Thầy mở then, Đức Thầy mở then, phải không? Bây giờ Đức Thầy mở then sao đây? Đức Thầy mới nói cho chúng ta biết là xưa nay đạo hạnh quá lưu, phải không? Ngày nay sáng tỏ nó đền bù ngày xưa. Bây giờ là sáng tỏ rồi, là đền bù ngày xưa. Là lúc Đức Thầy ra đời là Ngài khiêu lên một cái ngọn đèn chân lý và đưa con người đến cái chỗ ánh sáng chân lý đâu đó rõ ràng. Cho nên bây giờ Đức Thầy mới mở then cô bác anh chị em với đồng đạo. Đức Thầy cũng nhắc lại trong cái bài Nan Thơ Cẩm Tú, Đức Thầy nói hồi xưa phá then này nha, là cõi tiên bang hỡi còn khóa cổng, là cái đạo tiên cũng bị phá luôn, thấy không? Mà nhà cha xưa đó là cửa đóng then gài, hồi nãy nó là gài then, bây giờ cửa đóng luôn, thấy không? Cửa đóng then gài thì bây giờ đã đóng, đã coi như là cửa đóng mà cái then gài nữa, thì bây giờ cái người mà vô trong cái nhà đạo làm sao vô được, có cái gia nhân đạo làm sao vô nổi. Vì vậy cho nên bây giờ Đức Thầy ra đời, Đức Thầy mới mở cửa. Đức Thầy mới mở cửa. Mở cửa chỗ nào? Đây, Đức Thầy nói là đạo mở cửa bài câu minh mục, là Đức Thầy mở cửa ra, thấy không? Đạo mở cửa bài câu minh mục, nước ma ha tưới tắt lòng phàm. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới mở cửa. Mở cửa ra rồi cho tất cả các chúng sanh thấy, hoặc giả là có chỗ khác Đức Thầy nói thâm trầm đạo đức quá thanh thao, rừng rú kệ kinh cắt khoen gào. Chẳng những mở cửa mà còn cắt khoen gào nữa. Mở luôn, mở tốt ra luôn cho tất cả các chúng sanh thấy luôn, phải không? Như vậy là chúng ta rất là hạnh hỷ, rất là may mắn, rất là có duyên với Đức Thầy. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta được Đức Thầy yêu kính chúng ta ra đời và mở được cái cửa đạo để cho tất cả các chúng sanh thấy được cái ánh đèn chân lý mà Đức Thầy nói là ngọn đèn chân lý hết lưu rồi. Không còn lưu nữa cô bác anh chị em chân đạo. Không còn lưu nữa là mở cửa ra đâu, là sáng toan đời đó, là từ ngàn xưa Phật Pháp gài thang, là muốn nói qua cái giai đoạn này. Nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Rồi bây giờ đồng đạo hỏi tại sao bây giờ gài thang mà người tu hành không đắc là sao? Thưa cô bác anh chị em chân đạo, chúng ta gà kỹ lại đi. Gà kỹ lại từ khi Đức Lục Tổ Huệ Năng bạc truyền y bác và dẫn đến coi như là lúc Đức Phật Thầy Tây An ra đời, cô bác anh chị em chân đạo tìm kiếm một cái người mà tu hành để mà được đắc đạo mà giải thoát đó, khó mà kiếm được cô bác anh chị em dân đạo, khó mà kiếm được. Nhưng mà tại sao không đắc cô bác anh chị em dân đạo? Tại vì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết, bởi tăng chúng quá ham chùa ngấu nên tẩy khuyên khắp chốn, cùng làng Phật nào ham tượng cốt hết vàng mà tăng tạo hao tiền ba tánh, thấy không? Hay là hoặc giả là bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Cho nên bây giờ là đi theo cái con đường đó không, không trở về cái chân lý vô vi của Đức Phật, thì làm sao mà đắc được cô bác anh chị em dân đạo? Khó mà đắc, phải không? Vì vậy cho nên hôm nay Đức Thầy yêu kính của chúng ta ra đời mới chấn chỉnh lại, đem cái nguồn đạo vô vi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để mà cho tất cả các chúng sanh thấy. Đây, Đức Thầy nói cho chúng ta biết nè, là ta là kẻ vô hình hữu ảnh ẩn sát phàm dình đạo Thích Ca. Ẩn cái sát phàm của Đức Thầy đó mà dình lại cái đạo Thích Ca. Mà cái đạo Thích Ca đó là cái đạo gì mà hôm nay Đức Thầy phải dình lại cô bác anh chị em chứ đồng đạo? Đó là vô vi chánh đạo hỡi người ơi. Đó là cái đạo vô vi, hay là đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước. Cho nên là nói theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày trước là cái chân lý vô vi, là không có hình tướng. Mà nếu như chúng sanh chạy theo hình tướng là tu không bao giờ đắc được. Vì vậy cho nên Đức Thầy ra đời, Đức Thầy mới điên dẹp gác, đúng không? Điên dẹp gác âm thanh sắc tướng tầm vô vi kiếm cảnh niết bàn, là dẹp bỏ hết vấn đề mà sắc tướng thanh âm không trọng dụng nữa.
sắc tướng thinh âm chư ngoại giáo chân truyền cụ thất đạo năng thành, là sắc tướng thinh âm thuộc về coi như là ngoại giáo, chân truyền đã mất thì đạo năng thành khó mà thành được. Như vậy thì bây giờ muốn thành phải trở lại cái chân lý vô vi, muốn thành là phải thiệt hành đối với cái đạo cô bác anh chị em trong đạo, chớ mà tu mà không thiệt hành thì làm sao được chứng đạo. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói là khổ đề phải chịu nhọc nhằn, lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật Tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề, thấy một đàn thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Như vậy mới đắc được cô bác anh chị em trường đạo. Vậy thì bây giờ qua hai câu này được đồng đạo nêu lên, chúng tôi trình bày gọn gọn vậy ý thôi, chứ còn nói qua cái triều đại lịch sử mà bị bế tắc như thế nào ra qua nhiều cái giai đoạn thời kỳ của Phật giáo, không có thời gian để kể, mà chúng tôi chỉ tóm tắt thôi, gọn gọn ý chính, rồi quý vị mình coi như là về để mà nghiên cứu để tìm hiểu thêm. Đến đây chúng tôi cũng xin tạm dừng qua hai câu giảng này, và xin trả lại cho vấn chủ và ý kiến của toàn thể chư quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bằng, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua đề tài đầu tiên được giảng viên giải đáp đã xong, chúng tôi xin thay mặt vấn chủ cảm ơn giảng viên. Thì tiếp theo đây là đề tài thứ hai, mà đề tài này tôi nghĩ rằng vấn chủ đã có một chừng suy tư nhiều lắm mới hỏi được cái đề này. Tôi thấy đề này nó căng quá ông giảng viên ơi. Trong muôi đã mát lại khô, tôi có đủ tiền mà trả cho ông. Trong muôi dòm thấy trống không, bước nhầu vào đó máu hồng trào ra. Như vậy thì ý ông vấn chủ thắc mắc chỗ à, tại sao cái muôi nó trống rồi mà ông này không bước máu nó trào ra, và ai là người bắt cái ông này bị trào máu? Điều đó là điều khó đó, thì ông giảng viên giải đáp. Dạ kính thưa chư quý vị, tiếp theo có tiêu đề thứ hai mà được đồng đạo nêu lên. Ở trong đây là bốn câu, mà bốn câu đó là trong môi dòm thấy trống không, bước nhầu vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bạo biết ta thì người biết mất, vậy mà còn chi. Thưa cô bác anh chị em với đồng đạo, vậy thì bây giờ qua bốn câu này đồng đạo hỏi có ý thắc mắc cái chỗ coi như là ở trong môi dòm thấy trống không, là trong đó là cái gì chỗ mà trống, mà bước nhầu vào đó máu hồng trào ra, mà bước vào trong đó tại sao máu lại trào ra? Để cô bác anh chị em với đồng đạo, cái này coi như là rất mới nha. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ bốn câu này được biết đồng đạo trích từ trong quyển nhất, tức là cái quyển khuyên người đời tu niệm. Mà cái quyển khuyên người đời tu niệm này có như là rất khó cô bác anh chị em với đồng đạo. Ví dụ như bây giờ từ quyển nhất, quyển 2, quyển 3, quyển 4 là cái quyển 5 này là dễ, là quý vị mình dễ thuộc, dễ nhớ ha. Còn quyển nhất này đó là quý vị mình học qua rồi bắt đầu nó quên trở lại, học qua rồi nó quên trở lại, khó lắm. Và ý nghĩa ở trong đó, trong cái đoạn trong quyển nhất này, đoạn nào nó cũng rất là khó cô bác anh chị em với đồng đạo. Mà hôm nay đồng đạo lại nêu lên trong đoạn này cô bác anh chị em với đồng đạo. Như vậy thì bây giờ ở nơi đây là Đức Thầy đi dạo Lục Châu, là trước khi Đức Thầy ra đời khai đạo, Đức Thầy đã kể lại, thuật lại là cái chuyện Đức Thầy trong thời gian đi dạo Lục Châu. Cho nên lúc bây giờ Đức Thầy mới bảo coi như là cái ông á, là cái quan, ông quan này đó cô bác anh chị em với đồng đạo, nó thôi ở trong đây coi như là ông ngồi ở ngoài đây đi, được rồi, đừng có vô trong đó để làm cái gì. Thưa cô bác anh chị em trong đạo, nhưng mà cái nguyên văn cái đoạn đầu đó nghe là thân tôi làm vậy, tất nhiên là tôi đã làm quan như vậy mà ông chẳng cho vô, như vậy là cái danh thể tôi như vậy coi như là không cho vô trong đó là sao không? Nhưng mà Đức Thầy cho biết đó là trong môi đã mát lại khô, ở trong đó coi như là rất là mát mẻ mà nó khô ráo, đâu đó coi như là tung tất đồng hoàng. Tôi có đủ tiền mà trả cho ông. Ông quan này ông mới trả lời là ông ăn cứ việc bao nhiêu, bây giờ tôi cho ông, ông đừng có lo ngại. Nhưng mà Đức Thầy cho biết coi như là cái ông này đó cô bác anh chị em nhân đạo không có cần phải tiền, không cần phải gì hết. Nhưng mà ông này càng bướng, Đức Thầy cản lại không cho vô. Nhưng mà ông này ông mới bước thẳng vô rồi đó, trong môi dòm thấy trống không, bước nhầu vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bạo biết ta, thiền từ biến mất, vậy mà còn chi. Như vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi, bây giờ bước vào trong đó máu hồng trào ra,
Như vậy thì bây giờ cái chỗ này là có ý làm sao? Mà bây giờ chúng ta nêu lên để mà tìm hiểu coi. Bây giờ cái thứ nhất, đồng đạo không đặt nghi vấn, nhưng mà chúng tôi sẽ đặt thêm vài điều nghi vấn trong đây để cho đồng đạo mình cởi mở nha cô bác anh chị em với đồng đạo. Bây giờ cái nghi vấn thứ nhất, bây giờ Đức Thầy yêu kính chúng ta có phải là ông Phật không? Mà nếu như mà ông Phật thì bây giờ ông Phật phải từ bi đúng không? Ông Phật phải từ bi tất cả việc gì, bây giờ Đức là ông Phật cũng không bao giờ ra tay như vậy đâu, đúng không? Không có ra tay. Như vậy là Phật là từ bi chi lượng, là cứu độ chúng sanh bằng mọi cách, chúng sanh có ngang ngược như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà Phật vẫn lấy lòng từ bi để mà thương xót cho chúng sanh, chứ không ra tay cái kiểu mà ra coi như là máu hồng trào ra kiểu này. Như vậy bây giờ ở đây coi như là một cái nghi vấn thứ nhất, thấy không? Còn cái nghi vấn thứ hai, tại sao ở trong môi trống không như vậy đó mà trong đó có người nào ở trong đó mà lại coi như người đó lại coi như là bẻ cổ máu họng trào ra, là phải có người phải không? Phải có người cô bác anh chị em trong đạo. À, như vậy thì bây giờ để trở lại, để trở lại là Đức Thầy yêu kính của chúng ta khi ra đời, quý vị mình được biết đó là bản thân của Đức Thầy ra đời là con của Đức Ông là Huỳnh Công Bộ, Đức Bà là Lê Thị Nhậm, chỉ là mượn xác thôi ha, mượn xác thôi. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói tạm xác Huỳnh Danh Thanh sách trẻ chờ thời thiên định thiết cùng ca. Cho nên Đức Thầy mượn xác. Mà khi cái xác thể của Đức Thầy, trong thân thể của Đức Thầy nó có tiên nè, có Phật nè, có thần nè và có thánh. Đúng không? Bây giờ tiên Phật thần thánh mà Đức Thầy nói kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng xiết. Cho nên dạy dỗ dương trần chẳng xiết, cho nên có tiên có Phật có thần có thánh. Như vậy thì bây giờ cái trạng thái này là trạng thái của ông thần, chứ không phải ông Phật. Trạng thái của ông thần. Mà ông thần như thế nào mà trong khi đó làm vậy cô bác anh chị em với đồng đạo? Bây giờ Đức Thầy khi mà đi núi, đi giếng non ông két, Đức Thầy có kêu gọi: dạy hỡi chư thần, mau nối gót theo thầy, dắt chúng khổ nồng cay. Như vậy là chư thần lúc bây giờ coi như là Đức Thầy đi dạo lục châu, đi làm việc đạo, hoặc giả là cứu độ chúng sanh, bất cứ thời điểm nào cũng có chư thần hết, có chư thần hết. Và chư thần bây giờ những cái việc làm mà coi như là máu hồng trào ra đó là chư thần hành động của bác anh chị em với đồng đạo. Mới cho người hung bạo biết ta. Cái người mà hung bạo thì bây giờ có chư thần để mà trừng trị, phải không? Bây giờ đóng ngoặc kể cho quý vị nghe cái mẫu chuyện như vậy. Lúc bây giờ Đức Thầy ở trên Sài Gòn đường Lê Phêu của bác anh chị em trong đạo vào năm 1945. Thì lúc bây giờ đó Đức Thầy mới kêu ông Hương Hào Phỉ. Nói ông Hương Hào, ông lại đây tôi biểu ông chút. Ông Hương Hào nói dạ thưa thầy, thầy bảo tôi có điều gì? Đức Thầy hỏi chứ bây giờ từ hồi lúc ông quy y, ông tu theo tu tới giờ ông có nói láo không? Ông có nói dốc không? Ông Hương Hào Phỉ nói dạ thưa thầy, quy y theo thầy thì làm sao con giáo nói dốc nói láo nữa thầy. Đức Thầy nói bây giờ nếu như gặp trường hợp mà nói dốc nói láo, tôi cho phép ông nói không? Cái ông Hương Hào nói nếu mà thầy cho phép thì con nói. Rồi cái Đức Thầy coi như là mới kêu ông lại gần nó, thôi bây giờ anh về, bây giờ đó là ông cầm nguyên cái bộ hồ sơ này, ông về miền Tây ông thành lập ban trị sự cho tôi, đây là nhiệm vụ của ông. Nhưng mà tôi nói cho ông biết nghe, khi mà trên tuyến đường đi về bây giờ là Pháp đó, là nó đang gắt gao, nó đang kiểm tra. Mà nếu như mà trường hợp nó gặp Pháp mà nó gặp cái tài liệu này rồi đó hen, ông sẽ chết. Cho nên bây giờ ông phải nói láo, nói láo cho nó qua chuông, còn bằng không nói láo là ông chết nha. Cái ông Hương Hào nói dạ thưa thầy, bây giờ ví dụ như bây giờ con nói láo mà không qua được nó còn sao thầy? Đức Thầy nói ông cứ việc ông tưởng ông Nguyễn Trung Trực đi, ông tưởng ông Nguyễn Trung Trực đi, là có Nguyễn Trung Trực hộ ông. Rồi ông Hương Hào nói dạ thưa thầy, bây giờ con tưởng mà ông Nguyễn Trung Trực mà không có hiện đến rồi đấy mà giúp con còn sao, con chết còn sao? Nó nếu mà giờ con mà không có tưởng ông Nguyễn Trung Trực không tới thì thầy tới, thấy không? Thầy nói rõ ràng nếu mà ông Nguyễn Trung Trực không tới thì thầy tới, là thầy là ông Nguyễn Trung Trực hay nữa. Thưa cô bác anh chị em với đồng đạo, thì bây giờ ông y cứ đó, sáng hôm sau ông từ trên Sài Gòn ông cộng nguyên cái bộ hồ sơ về đặng miền Tây đặng thành lập ban trị sự.
Nhưng mà họ không biết là trong khi đó Đức Thầy đã dặn dò ông kỹ lưỡng và tiên đoán biết được việc gì sẽ xảy ra như thế nào hết. Vì vậy cho nên tới ngã ba Trung Lương, bây giờ lão pháp ngay chân đó là khoảng 8 giờ tối, cô bác anh chị em với đồng đạo lão pháp nó tích cực chặn xe, tất cả các loại xe đứng như là một hàng, như vậy là xe nào cũng kiểm soát hết, kiểm soát không còn một cái chiếc xe nào không kiểm soát. Vì vậy cho nên khi mà đến cái chiếc xe cung hương hào đó nghe, thì bây giờ pháp á, lính pháp đó, nó kêu như là phải xuống xe hết nặng mà lúc từng món đồ để mà kiểm tra. Lúc bây giờ đó ông hương hào hủy quá tè, ông sợ rồi, ông sợ ông nghe lời dặn của Đức Thầy nói giờ niệm ông Nguyễn Trung Trực, niệm ông Nguyễn Trung Trực, ông niệm nó thâu liên tung bất tận, ông niệm Nguyễn Trung Trực, tưởng đến là Nguyễn Trung Trực, nhưng mà không biết xui khiến sao cô bác anh chị em dân đạo trên xe nó lục xót không còn một món gì coi như là thiếu hết, nó lục hạch trân luôn. Nhưng mà tại sao ông hương hào hủy ngồi kế ông tài xế xe đi mà nó không thấy, không thấy luôn, không thấy ông hương hào luôn, nó chỉ đừng nói cái món đồ nhỏ. Tới chừng sau khi lục xong bắt đầu nó phát tay, phát tay cho đi, bắt đầu ông tài xế ông quay trở lại ông la ông hương hào nói tèn đất ơi, hồi nãy coi như là lính nó bảo coi như là phải xuống hết mà ông ngồi lì ở đây, nó mà biết được ông ngồi đây đó hen là tôi cũng chết mà ông cũng chết luôn, chỗ biết. Cái ông hương hào nói chuyện qua rồi thì thôi giờ đi đi để nó nghe được trở lại là chết không. Như vậy thì bây giờ ông hương hào ngồi kế ông kế tài xế xe đó, nhưng mà trong khi đó thầm tưởng đến ông Nguyễn Trung Trực mà cái chuyện đó không xảy ra, cô bác anh chị em trong đạo nó độc đáo ở chỗ đó phải không. Như vậy thì bây giờ thầy ra đời giáo độ cho chúng sinh thì bây giờ có ông Nguyễn Trung Trực để mà theo, để mà bảo hộ. Bây giờ coi như là lúc ông hương hào làm nhiệm vụ lớn lao đó thì bây giờ cũng có ông Nguyễn Trung Trực để mà bảo hộ. À, như vậy thì bây giờ trong môi dòm thấy trống không, bước nhầu vào đó máu hồng trào ra, thì đây là nhiệm vụ của Nguyễn Trung Trực ha. Mà cái người hung bạo này coi như là tàn ác quá, không biết đạo lý. Vì vậy cho nên ông Nguyễn Trung Trực ra tay để mà trong khi đó để mà cho chúng sanh biết là cái việc là quan trọng như vậy, mà trong khi đó ông càng bướng, cô bác anh chị em dòng đạo là không có đạo lý, thấy không. Rồi bây giờ thêm cái lý nha, hồi nãy giờ vấn đề một sự, thấy không, bước nhầu vào đó máu hồng trào ra, cô bác anh chị em dòng đạo. Bây giờ trở lại sự, trở lại sự đó là Đức Thầy ra đời khuyên người đời tu niệm, bảo tất cả các chúng sanh nên cải giữ làm lành, cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn để kiếp đến long qua trào Phật, đúng không. Nhưng mà cái người nào mà hung bạo đó thì giống như cái ông ngang ngược kiểu này đó, Đức Thầy nói là lúc đó có một người rồi, tất nhiên là nghe người biến cái gì mà trong cái bước nhầu vào đó máu hồng trào ra cho người hung bạo biết ta thì người biết mất vậy, mà còn chi mới trở lên chợ mới một khi đi lên đi xuống vậy thì cũng gào năm xưa, năm xưa đây có máu đào là có bị người học máu rồi, thấy không, mà nay chưa có người nào chân tu. Thì bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết là hồi xưa có người coi như là hung tàn bạo ngược mà nó chết như vậy đó, chết thảm như vậy đó. Thì sau này ai không chịu ăn năn, không chịu tu hành đó nghe, chết kiểu giống như ông này vậy đó, hung tàn bạo ngược ác ôn, không chịu tu không có đạo lý thì phải chết, phải chết như ông này nghe, đó là lý. Như vậy thì sau này là Đức Thầy nói là cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Như vậy là đơn cử cho một người mà Đức Thầy biết cho biết là lúc đó là có người hung ác là phải chết rồi, thì bây giờ nếu chúng ta mà còn hung ác, còn gàn bướng, còn ngang ngạnh, không chịu tu, không có đạo lý thì sau này cũng giống ông đó đó, cũng giống ông đó đó, sau này coi như là chư thần coi như là cũng là lãi cổ, sau này chư thần là cũng tiêu diệt chứ không bao giờ mà còn được đâu. Như vậy thì bây giờ Đức Thầy qua nói qua câu này để chi cô bác anh chị em trong đạo để cân nhắc và để cảnh tỉnh người đời và khuyên người đời tu niệm, ráng mà ăn năn, ráng mà làm lành, ráng mà làm phước để sau này chúng ta sẽ được ơn trên để mà cứu độ và được Đức Thầy cứu độ mình. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết cô bác anh chị em trong đạo lập rồi cái hậu long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, là người hiền đức đó nghe, không phải giống như câu đó mà gian tà hồn sát cũng tiêu, là giống như cái ông mà học máu đó, không thảm thương ba tánh chín chiều ruột đau của bác anh chị em trong đạo. Vậy thì Phật dù lòng rất từ bi nhưng không thể cứu vô nghì bất lương được, là cái thành phần này không cứu được. Vậy thì bây giờ qua đoạn này chúng tôi trình bày đến đây cũng xin hết ý và xin trả lại cho vấn chủ và ý kiến toàn thể chư quý vị, nếu có điều chi bằng thêm thì bằng, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
thứ hai được nằm trong quyển Biên Người Đời Tu Niệm, tức là quyển nhất của Đức Thầy đã được giảng viên giải đáp xong. Chúng tôi xin thay mặt giáo chủ xin cảm ơn giảng viên. Tiếp theo đây là đề tài thứ ba trong buổi trao đổi hôm nay. Có đồng đạo hỏi giảng viên hai câu. Đường xa mới rõ biết tài ngựa ký, lúc nguy nàng tường tận kẻ vô lương. Như vậy thì ngựa ký là ngựa thế nào mà Đức Thầy lại tỉ dụ cho những con ngựa ký? Mà đường xa bao dai, xa khoảng mấy chục cây số, khoảng mấy trăm cây số mà Đức Thầy tỉ dụ con đường nó xa như vậy. Vậy thì lúc nguy nàng tường tận kẻ vô lương, như vậy thì lúc nguy nàng lúc nào mà như thế nào biết được kẻ đó là kẻ vô lương? Nhờ ông giảng viên giải đáp cho đồng đạo nghe chưa? Quý vị ủng hộ cho dân chủ chẳng có tay được câu bác anh chị em chị đồng đạo. Và tiếp theo là tiêu đề thứ ba mà được đồng đạo nêu lên qua hai câu giảng của tổ thầy. Và trong hai câu giảng đó là đường xa mới rõ tài con ngựa ký, lúc nguy nàng tường tận kẻ vô lương. Vậy thì hai câu này chúng tôi được biết được đồng đạo trích từ trong bài Không Buồn Ngủ. Mà bài Không Buồn Ngủ Đức Thầy viết ở tại nhà thương chợ quán của bác anh chị em trên đạo vào lối tháng Chạp năm Canh Thịnh năm 1940. Mà đồng đạo chỉ trích ra hai câu và hỏi qua cái ý. Hỏi qua cái ý đường xa là con đường bao xa, là từ đâu tới đâu, mà mới rõ tài con ngựa ký. Mà con ngựa ký là con ngựa gì, mà ở đây con ngựa ký nó có chức năng gì và cái tài cán nó ra sao mà mới rõ tài con ngựa ký. Còn lúc nguy nàng tường tận kẻ vô lương, mà trong lúc nguy nàng là trong lúc nào vậy đó mà mới tường tận được cái thành phần mà vô lương là không đạo đức, cô bác anh chị em với đồng đạo. Vậy thì ở nơi đây đồng đạo nêu lên hai câu này hết sức là thâm thúy và nói qua cái phương pháp hành đạo của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Vậy thì bây giờ đường mới rõ tài con ngựa ký, thì đồng đạo hỏi đường bao xa cô bác anh chị em với đồng đạo. Ở đây cái con đường xa đó là ở đây nó có sự và có lý, nghe không? Nếu nói sự tất nhiên là cái con đường xa là con đường về Phật, con đường xa là con đường về đời thượng quan, con đường xa là con đường về tuyên cảnh, là con đường này xa. Tất nhiên là cái con đường này nếu mà căn cứ vào trong kinh Phật là con đường về bên cõi Phật Tùng Thị Tây Phương Quá Thập Vạn Ức Phật Độ, là có 10 muôn ức cõi Phật lắm. Xa lắm cô bác anh chị em trong đạo, là con đường xa coi như là rất là xa, con đường về Phật rất xa. Nhưng đó về sự không có bàn tới đi. Mà bây giờ chúng ta bàn về vấn đề mà lý đó cô bác anh chị em trong đạo. Con đường xa là con đường của quãng đường của mình. Tất nhiên là cuộc đời mình 30 năm là con đường 30 năm. Cuộc đời mình 60 năm là con đường 60 năm, phải không? Ai mà 70 năm tất nhiên là con đường mình 70 năm, như ông Tư ngồi đó 84 năm. Đó là con đường xa đó cô bác anh chị em nhân đạo. Mà bây giờ ông còn ngồi đây tất nhiên là con ngựa ký, thấy không? Còn những người tu trong lúc đó là gần theo thầy, trong đó quý vị mình được biết là theo thầy, rồi quy y theo thầy, rồi tu theo giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Quý vị mình biết từ đó tới giờ người ta bán đồ nhi phế, bỏ cuộc giữa chừng không biết bao nhiêu, phải không? Đâu còn ngồi đây. Là cái này không phải con ngựa ký nè, là tu mới trong thời gian 20 năm, 30 năm gì bắt đầu bỏ cuộc, là con ngựa này không phải con ngựa ký, là không phải con đường xa. Mà con đường xa tức là con đường quãng đời của mình cuối cùng luôn, phải không? Như vậy mới gọi là con đường xa. Thưa cô bác anh chị em với đồng đạo, vậy thì bây giờ là con đường xa là chúng ta phải cố gắng, phải bền chí, phải dẻo dai và phải thiết thi cho bằng được cuộc đời của mình cho đến ngày cuối cùng. Tu cao cả, ráng tu đừng chán. Tu chớ nên kể tháng kể năm, trên đường tu phải chung thủy nhất tâm, sống thác quyết tu tầm cho đến Phật, nghe không? Tất nhiên là sống hay là thác cái gì coi như là quyết định cuộc đời của mình hết đời thôi. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc là cả cuộc đời của mình, chứ không nói bao nhiêu tháng bao nhiêu năm hết. Vậy thì bây giờ đó là chúng ta tìm hiểu qua con đường xa rồi, phải không? Bây giờ tìm hiểu qua cái tiêu đề mà được đồng đạo nêu lên gọi là con ngựa ký. Mà bây giờ là đường xa mới rõ tài con ngựa ký. Mà con ngựa ký là con ngựa gì vậy cô bác anh chị em với đồng đạo? Thôi giờ nói cho nó mau đi. Cái chữ ký đó là ghi. Mà con ngựa ký là con ngựa nó khi chạy là nó ghi dấu chân của nó. Mà nó ghi dấu chân của nó làm sao?
bây giờ nó chạy tốc độ bằng cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng có hai dấu à, mà nó chạy cái